Em, lấy giùm anh trứng ớt nha. Để em đi lấy cho. Anh cũng thích ăn cay nữa hả? Chén em bỏ ớt rồi nè, anh ăn đi. Mắc về xinh lắm đó con. Con chờ một chút xíu con Giang nó đem ra phải hơn không? Chứ đồ của người khác á, nó không có sạch sẽ đâu con. Vậy anh ăn mì nè. Có nhiều đó mà con cũng không biết nữa. Thằng Thi nó không thích ăn mì, nó chỉ thích ăn thịt thôi. Cái món này phải đúng khẩu vị. Nếu mà đặt sai chỗ ha, có thể sẽ bị ghét bỏ đó. Ớt tới rồi đây. Giang à, tôi với bà chơi thân cũng lâu như vậy rồi. Nhớ lúc mà bà chưa lấy anh Thi á, bà có bao nhiêu bạn trai hả? Hồi còn đi học á, em ngưỡng mộ Giang lắm luôn á anh. Có quá trời người theo đuổi luôn. Đâu như em đâu, không biết yêu đương là gì hết. Con dâu của tôi á, nó xinh đẹp như vậy nè, bởi vậy nhiều người theo đuổi nó là đúng rồi. Bây giờ á, nó gặp được hạnh phúc nữa. Còn cháu, trẻ trung xinh đẹp như vậy nè, mà chơi với con tôi á, biết bao lâu rồi mà sao không có ai theo đuổi vậy? Mà hình như là cũng không ai thèm thì phải. Nè, cô nói vậy là sao? Chồng của người ta tốt á, thì cũng là chồng của người ta. Hạnh phúc của người khác á, mà mình muốn cướp á, thì cũng không thể nào mà cướp được. Cháu trẻ trung xinh đẹp như vậy nè, tại sao mà không biết kiếm người thương mình phải tốt hơn không? Giang à, được có bữa cơm gia đình à, mà con rước trà xanh về làm gì vậy con? Có nhiều người á, giống như cái mã vạch á, con phải quét qua thì mới biết nó như thế nào. Nhất là những người bạn thân nữa. Trà xanh á, mà không có vị trà thì con nên cắt đứt sớm đi, để khỏi phải hối hận đó.